xin chào các bạn hôm nay mình thực hiện một cái video không liên quan gì đến cái vấn đề là tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình hết mà liên quan đến cái vấn đề là chăm sóc da mặt sử dụng mỹ phẩm và đặc biệt là có một số thân chủ cũng như là có một số bạn tuy không phải là thân chủ của mình nhưng xem video của mình thì cũng hay bình luận nhận xét và nhắn tin riêng cho mình muốn hỏi về những cái loại mỹ phẩm mà mình đang dùng cũng như là họ nhờ mình mua hàng từ bên nhật gửi về cho họ và đặc biệt là họ là những người ở nhiều nước khác nhau chứ không phải là việt nam không đâu các bạn nhé và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái câu hỏi đầu tiên là rất là nhiều người hỏi mình làm sao mà mình có thể kẻ được cái chân mày đẹp như thế này đúng không do một cái loại trì như thế này các bạn đây là một cái nhân duyên nha đây là một nhân duyên á mình tư vấn cho nữ thân chủ có bán cái mặt hàng này sau khi mà mình tư vấn xong thì họ mới mến mình họ mới nhờ một người sách tay từ bên Việt Nam qua Nhật và gửi cho mình thì mình sử dụng rất là đẹp và họ tài trợ riêng cho mình sau mùa dịch á, gửi qua cho mình để mà nhờ mình bán và hợp tác và họ sẽ tài trợ trên mỗi video của mình nếu mình được một video có 60.000 người xem trở lên á 60 người ngàn người trở lên á thì người ta sẽ tài trợ cho video đó bao nhiêu tiền bởi vì cái video đó xứng đáng được nhiều người xem thì nhiều người sẽ biết đến cái mặt hàng cũng như là nhiều người biết đến cái cây chì kẻ mày của họ và đặc biệt mình lại kẻ rất là hợp mặc dù là mình đã mua hai cây chì kẻ mày ở bên nhật đây nè các bạn là hai cây chì kẻ mày bên nhật nè so về giá thì cây kia có 150 trăm năm nè mà ruột chì thì ruột chì nào nó cũng bằng như thế này thôi các bạn mình mở cho các bạn coi nó cũng có cái khoảng dài bằng nhau hết á chứ nó không phải là là là, là cây chì này dài rồi cây chì cái ngắn đâu mà nó 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 là như vậy đó nó có cái hạn định rõ ràng rồi. Còn nếu bạn nào mà muốn mua kim cương mà có giấy chứng nhận tại Nhật á, mình cũng có thể mua cho các bạn mang về nữa. ở Nhật thì các bạn yên tâm hoàn toàn về vấn đề à, giá cả và chất lượng. Bởi vì sao? ở Nhật á mà khi bạn giao dịch à, không có đàng hoàng, nói trắng là, là giao dịch láo, giao dịch đẻo ha, thì á bạn sẽ không có cơ hội buôn bán tại đất nước Nhật này nữa. Và khi á ở đất nước Nhật này giao dịch toàn bằng tài khoản, toàn bằng số điện thoại mà ở Nhật không có bán những cái sim rác, sim đẻo, sim láo để mà bạn dùng cái cái sim đó mà làm bậy. Khi mà bạn muốn mua một cái số điện thoại, bạn phải mang tất cả giấy tờ của bạn ra, chứng thực xác nhận người ta mới bán cho bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Nên là người ta quản lý con người rất là tốt, nên là cái thành phần xấu muốn làm bậy làm làm láo là rất là 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 khó, không thể đâu. Nên là hả lo mà làm ăn thiệt thà mà sống chứ không có ai nghĩ đến cái chuyện mà làm bậy mà sống dai được hết đó. nên là không có không có lành nên là các bạn yên tâm về vấn đề chất lượng ha còn cái này nữa đây là cái loại à, mỹ phẩm mà mình hay dùng nè đây là một cái loại bb nè tên của nó là cannibal mình à, dùng cái hãng này dán cannibal đây mình đánh lên mặt nè đó trên miệng của mình nó có bốn nốt ruồi ba nốt ruồi dưới cằm và một nốt ruồi trên môi là bốn nốt ruồi Quanh miệng nhưng mà mình dùng cái mỹ phẩm này mình che được những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình và ra ngoài đường nắng á, thì mình dùng cái này để mà che chống những cái tia nắng và tia UV không có tốt cho người phụ nữ và đặc biệt nước hoa đây mình mua bên Nhật rất là thơm mình mua hai chai và mình tặng đây là loại nước hoa xịt chứ không phải nước hoa chấm mình tặng cho một bạn rồi còn đây đây là cây lan nách nhưng mà nó lạ ở chỗ là nó cũng xịt giống hệt như là keo xịt tóc của chúng ta vậy đó nhưng mà cái này nó thơm rất là thơm luôn có một chị làm ở trong công ty á, chị bày cho mình nên mình mua cái loại này có rất là nhiều mùi các bạn mùi màu tím màu hoa virus rồi có các mùi hoa hồng nữa cái loại này thanh nên mình thích có rất là nhiều mùi nam giới thì cũng có cái chai nước hoa này mình mua cho anh xã này lâu lâu mình vẫn xài ké cái chai này đó rồi sữa rửa mặt thì mình dùng Biore, Biore Nhật Bản ha Rồi lâu lâu á Mà mình lười trong quá trình mà tẩy trang Mình xài ké Biore Nam Biore Men à, quán. Thì nó cũng làm cho da mặt của mình được à, tẩy đi tế bào chết Vì à, những cái hạt li ti trong Cái thành phần của sữa rửa mặt này á Nó mạnh hơn của nữ giới Do đó là mình cũng an tâm hơn Trong cái việc mà mình sử dụng Cái việc à, ké như vậy Đây là những cái mỹ phẩm mà mình dùng trong quá trình mà mình dưỡng skin care đây hàng nhật thì rất là tốt các bạn rất là dễ chịu đó da của mình được cải thiện thấy rõ từ khi việt nam sang đây á, da mình cải thiện thấy rõ luôn á ai cũng nói mình trắng hơn nhưng mà thật ra là mình cũng dùng những cái mỹ phẩm rồi sữa tắm bình thường vậy thôi đây là cái loại mỹ phẩm mà mình mỗi đêm thường sức để mà tránh khô da nó rất là hiệu quả vì cái mỹ phẩm này là chính cái cô bán ở đó cô dùng mình đến tiệm mình hỏi cô làm tôi mới đến nhật thôi tôi không biết sử dụng cái loại mỹ phẩm nào cho da nó bớt khô thì cô có thể hướng dẫn không và tốt nhất là cô chỉ cho tôi cái loại mà cô đang dùng thì cô mới dẫn mình lên lầu và cô quảng cáo cho mình mình xài rất là ổn các bạn đó có mấy trăm ngàn nè mà xài ổn dễ chịu lắm còn con nít nè đó có cái loại nước uống này rất là thơm đây còn collection là dầu xả còn shampoo là dầu gội đây mình dội mình dùng hai cái loại này mình gội mình xả còn con nít thì sao con nít thì tắm gội thì như cái này luôn peel gần nhưng mà của nhật rất là dễ chịu các bạn nói chung dùng hàng nhật thì không có lo lắng gì về cái cái phản ứng phụ cũng như là chất lượng của nó rất tốt này bạn thấy cái hình con 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 mũi hay không đó xịt lên người là mũi không có dám bu đậu cắn con mình đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn Còn cái son nè Đây là cái, cái, son mà mình đang tô Bây giờ mình tô thêm các các bạn thấy nha Đó Cái màu rất tự nhiên đúng không Đó 350 ngàn Đó, Rất là đơn giản Ở đây thì mình dùng mọi thứ hết. Nè băng vệ sinh cũng là hàng nhật hết Tất cả mọi thứ ở trên nước nhật Thì đều dùng hàng nhật hết các bạn nên đó chính là những cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn và một trong những cái lợi điểm khi mà người phụ nữ sống ở nhật bản đó chính là tùy theo visa và tùy theo cái hình thức bạn sống ở đất nước nhật bản mà bạn sẽ có được những cái quyền lợi khác biệt ví dụ như mình mình theo chồng theo cái dạng bảo lãnh thì mình sẽ đi làm 28 tiếng trong một tuần nhưng mà mình chỉ đi làm hai ngày vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thôi còn những ngày khác thì mình không có đi làm và mình à, ngoài công việc à, làm ở viện dưỡng lão ra thì mình à, tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình cũng như là mình có buôn bán và chuyển đổi những cái mặt hàng à, như thế này cho các bạn thì qua đây nếu mà bạn nào muốn liên hệ với mình để mua những cái mặt hàng như thế này gửi về à, các nước nơi các bạn đang sống thì liên hệ với mình và đương nhiên cái việc mà chúng ta có một cái tài khoản ở nước nhật nhưng mà chính bản thân mình cũng đang chi trả một tháng gần cả 100 triệu cho các cái nơi mà mình giao dịch về những vấn đề riêng của mình thì rõ ràng là bạn ở đâu mà bạn có tài khoản ở Việt Nam bạn vẫn có thể chuyển trả được và đặc biệt những cái vấn đề như thế này nó nó cũng liên quan đến vấn đề thuế đó nói đơn giản vậy thôi ha không cần nói nhiều cái người người mà tư duy tốt đó, người ta nghe người ta biết liền mình nói như vậy là hiểu rồi ha nên bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé và đặc biệt rằng à, hàng Nhật đó thì rất là tốt và thậm chí bạn nào mà muốn mua kim cương có giấy chứng nhận rõ ràng về nước, màu sắc ở bên Nhật mình vẫn có thể làm được điều đó. Nên là nếu bạn có lòng tin thì hãy liên hệ với mình để có thể sử dụng được những cái món hàng mà bạn thích, những cái kiểu hàng mà bạn yêu mến, mình sẽ có cách liên hệ với các bạn các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và dành thời gian để quan tâm đến video này. Cách liên hệ với mình thì qua Zalo 0938 tám, Zalo đương nhiên là ở Việt Nam rồi đúng không nào Nhưng mà mình ở Nhật Mình vẫn có thể liên hệ với các bạn được Đó là Cái kiểu cách mà khi mình đi nước ngoài Mình vẫn có thể nói chuyện với gia đình mình Ở Việt Nam và những cái vấn đề Mình ở Việt Nam vẫn không hề bị ngưng trẻ Các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn